Tối muộn ngày 4 tháng 9, Công Phượng từ Nhật Bản về Việt Nam. Chiều tối ngày 5 tháng 9, anh có buổi tập đầu tiên với đội tuyển Việt Nam. Dù mới về nước nhưng Công Phượng cho thấy sự bắt nhịp nhanh với không khí ở đội tuyển. Tuy nhiên, tiền đạo câu lạc bộ Yokohama sẽ phải nỗ lực rất nhiều để lấy lại phong độ, cảm giác bóng. Trong suốt thời gian dài sang Nhật Bản, anh gần như chỉ được đăng ký dự bị hoặc không có tên trong danh sách thi đấu. Huấn luyện viên Chusier cho biết Công Phượng vẫn là cầu thủ chất lượng hơn so với các cầu thủ V-League. Tuy nhiên, nếu không thể hiện được nhiều trong các buổi tập và đặc biệt là trận giao hữu với Palestine ngày 11 tháng 9 tới, cơ hội với chân sút người Nghệ An ngày một ít ở tuyển Việt Nam. Đánh giá về Công Phượng, tiền vệ Triệu Việt Hưng cho biết, anh em chỉ mới chào hỏi nhau chứ chưa nói chuyện được nhiều. Tôi cảm thấy anh Công Phượng hơi mệt mỏi sau chuyến bay dài. Về triết lý mới của ông Chusier, Triệu Việt Hưng cho biết, sau vài hôm tập trung cùng đội tuyển, tôi cảm thấy triết lý của ông Chusier có sự khác biệt hơn so với câu lạc bộ. Khi lên đây, chúng tôi phải tuân theo giáo án bài tập, sự hướng dẫn của huấn luyện viên trưởng yêu cầu. Điều khó khăn là mình phải làm việc theo triết lý mới. Nhưng với một cầu thủ chuyên nghiệp, không chỉ tôi mà các đồng đội phải luôn luôn thích nghi với điều này. Mục tiêu của tôi là có thể được thi đấu cùng tuyển Việt Nam, cố gắng được ra sân và thể hiện hết khả năng. Mức độ cạnh tranh của đội tuyển rất cao bởi đội hình là những cầu thủ có tên tuổi. Bản thân mình phải nỗ lực rất nhiều mới có thể cạnh tranh được. Ở câu lạc bộ thì tôi chơi ở vị trí tiền vệ biên hoặc hậu vệ. Khi lên tuyển, tôi có thể thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm. Ông Chusier luôn luôn chỉ cách di chuyển, hướng dẫn cầu thủ đưa bóng lên phía trước và kiểm soát bóng tốt hơn, Việt Hưng chia sẻ. Trong những ngày tới, đội tuyển Việt Nam tiếp tục tập luyện tại Hà Nội. Đội dự kiến di chuyển tới Nam Định vào ngày 9 tháng 9 để chuẩn bị cho trận giao hữu với Palestine trên sân Thiên Trường lúc 19 giờ ngày 11 tháng 9.